Thưa quý khán giả, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc trời có nắng xen kẽ với những khoảng trời có mây. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp khu vực phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Từ đêm nay, đới gió đông ẩm sẽ làm gia tăng mưa rào và dông cho các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Trong mưa dông, cần đề cao cảnh giác với lốc sét và gió giật mạnh. Cũng tương tự các tỉnh ven biển Trung Bộ, ban ngày trời có nắng, về chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều nay tại đây cũng phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi còn trên 250 mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trở vào với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng, về chiều tối thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ ban ngày tại các khu vực này phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng gió nhẹ, còn quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác kèm theo gió giật mạnh gây biển động. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.